việc phản ảnh những gương sản xuất kinh doanh giỏi, những điển hình tiên tiến, những doanh nhân sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt khó để điều hành sản xuất kinh doanh doanh nghiệp một cách thành công là rất đáng trân trọng. Và chỉ có như vậy thì chúng ta mới có nhân rộng được các cái điển hình, các cái chiến sĩ thời bình có phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế, phát triển doanh nghiệp. Thưa toàn thể quý vị, cách đây 2 ngày, ngày 19 tháng 6 vừa rồi, thì tại hội trường Phòng Thương mại Công nghiệp Việt Nam, chúng tôi đã tổ chức chương trình giao lưu doanh nghiệp và báo chí nhân kỷ niệm 92 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam. Ngày hôm nay chúng ta lại vinh dự ngồi đây để trao đổi, phát động cái cuộc thi viết về doanh nghiệp doanh nhân. Thay mặt cho lãnh đạo Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, cộng đồng doanh nghiệp, chúng tôi xin trân trọng và cảm ơn các nhà báo, các doanh nghiệp doanh nhân đã đến dự. Và tôi tin rằng với cái sự có mặt của quý vị thì cái chương trình viết về doanh nghiệp doanh nhân, viết về môi trường kinh doanh của chúng ta sẽ đạt được cái kết quả tích cực, đáp ứng được lòng mong mỏi của cộng đồng doanh nghiệp và doanh nhân cả nước, rộng ra đáp ứng được cái sự cái kỳ vọng của nhân dân cũng như là của lãnh đạo đảng và nhà nước về cái sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp và nền kinh tế nước nhà. Tại đây chúng tôi cũng mong là các nhà báo, nhiều nhà báo sẽ tham gia vào cái chương trình và sẽ có nhiều cái tác phẩm hay, tác phẩm báo chí phản ánh sát thực cái đời sống, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp cũng như là nền kinh tế nước nhà. Thưa toàn thể quý vị, nền kinh tế nước nhà, doanh nghiệp doanh nhân cũng đang trải qua những cái khó khăn nhất định. Mặc dù là cũng đã có một cái số cái khởi sắc, tuy nhiên thì cái việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang đối mặt với những cái khó khăn thách thức về thương trường, về môi trường kinh doanh và về các điều kiện hành chính khác. Cho nên là cái sự phản ánh một cách chân thực những cái tác phẩm báo chí nêu lên những cái tấm gương vượt khó, nêu lên những cái mô hình sản xuất kinh doanh tốt, nhân rộng những cái gương doanh nhân gọi là dẫn thân vào sự nghiệp phát triển kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, thì điều đó là cái nguồn cổ vũ khích lệ doanh nghiệp doanh nhân chúng ta phát triển hơn nữa. Chúng tôi cũng rất ấn tượng trong thời gian qua có nhiều bài báo đã viết về doanh nghiệp doanh nhân rất hay, đã phản ánh cái gương vinh quang và gian khó trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp doanh nhân. Mà trong thời gian tới đây thì những cái hoạt động liên quan đến doanh nghiệp doanh nhân, liên quan đến môi trường kinh doanh và liên quan đến cái công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đều được các báo chí phản ánh. Chỉ có như vậy thì doanh nghiệp doanh nhân mới soi lại và có thể có những cái gọi là cái quyết tâm hơn trong cái việc, trong cái bước đường sản xuất kinh doanh của mình. Và với cái sự vào cuộc tích cực của báo chí thì chúng tôi thấy rằng là doanh nghiệp doanh nhân sẽ ấm lòng hơn vì được dư luận quan tâm. Và thông qua báo chí thì nhân dân cả nước, dư luận trong và ngoài nước hiểu được những cái mặt làm được, chưa làm được, những mặt còn khiếm khuyết, những cái mặt mà doanh nghiệp doanh nhân chúng ta phải cố gắng vượt qua, đồng thời cũng chỉ ra những cái điều mà các cấp bộ ngành cần phải quan tâm ủng hộ sự nghiệp kinh doanh kiến thiết và nâng cao cái nền kinh tế của nước nhà. Thì chúng tôi cũng mong là doanh nghiệp doanh nhân chúng ta cởi mở hơn với báo chí, và cũng mong báo chí có những lúc phát hiện ra những cái mặt chưa phải của doanh nghiệp doanh nhân thì cũng giận thì giận đấy, nhưng mà cũng nên thương nhiều hơn để chia sẻ đồng cảm với doanh nghiệp doanh nhân trong những bước đường phát triển kinh tế và phát triển doanh nghiệp. Trên tinh thần đó, tôi xin tuyên bố khai mạc cuộc phát động cuộc thi viết về doanh nghiệp doanh nhân và môi trường kinh doanh của nhà. Kính chúc sức khỏe các quý vị đại biểu, chúc cho các doanh nghiệp doanh nhân chúng ta vượt khó thành công và điều hành sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta phát triển bền vững. Xin chân trọng cảm ơn.